Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 5 ngày 30 tháng 12 năm 2021 với chủ đề Uất hận chào dân. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp thứ 5 ngày 30 tháng 12 năm 2021 cho biết tuổi Tuất có duyên với tuổi Thìn, nên khi chơi với họ, bạn sẽ phất lên. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tuổi Tý, tình duyên. Trong ngày, nếu không được vui vẻ thì bạn cũng đừng nghĩ cách để làm phiền đến người ấy nhé. Công việc, cấp trên thường xuyên khiển trách con giáp này vì không có sự chuẩn bị tốt. Tài chính của tuổi Tý gần đây không được tốt, hãy cẩn thận hơn trong chi tiêu. Cẩn trọng, tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 5 ngày 30 tháng 12 năm 2021 cho thấy con giáp này gần đây bạn đang vướng phải những vụ tranh chấp. Con số may mắn, số 5, số 24, màu sắc may mắn, màu vàng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Dậu, giờ tốt. 10 giờ. Tuổi Sửu, tình duyên. Tuổi Sửu, đừng sốt ruột. Những người yêu thương bạn đều mong muốn bạn sẽ đến với bạn, nhưng họ lại không tiện nói ra cho bạn biết mà thôi. Công việc. Trong ngày, con giáp này sẽ được giao cho những việc quan trọng vì cấp trên hoàn toàn tin tưởng khả năng của bạn. Tài chính. Trong ngày, bạn không nên chi tiêu quá nhiều tiền cho bản thân. Cẩn trọng, tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết tuổi Sửu bạn cần phải tránh xa những người tuổi Mão thì hơn. Con số may mắn số 12, số 15, màu sắc may mắn, màu xanh, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Ngọ, giờ tốt, 11 giờ. Tuổi Dần, tình duyên. Tuổi Dần trong ngày chuyện tình cảm của bạn rất dễ tan vỡ. Công việc, dù không muốn thì bạn cũng phải làm tất cả những công việc mà mình không mong muốn. Tài chính, tuổi Dần bạn sẽ phải chịu những khoản chi tiêu bất hợp lý. Cẩn trọng, con giáp này chỉ vì thiếu lý trí mà bạn lại suy nghĩ vô cùng thiển cận. Con số may mắn, số 1, số 6. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Hợi, giờ tốt, 6 giờ. Tuổi Mão, tình duyên. Trong ngày, dù bạn có đối xử tốt với người ấy đi chăng nữa, thì họ cũng không có ý định quay lại với bạn đâu. Công việc. Trong công việc, tuổi Mão nên làm rõ với đồng nghiệp tại sao phải hại bạn đến nông nỗi này. Tài chính. Cung tài lộc tốt và sáng nên bạn không cần phải lo lắng tới chuyện tiền nong. Cẩn trọng, trong ngày tuổi Mão vì có một số suy nghĩ và hành động sai trái nên đang phải kiểm điểm bản thân. Con số may mắn, số 9, số 18, màu sắc may mắn, màu hồng, màu xanh, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, giờ tốt, 12 giờ. Tuổi Thìn, tình duyên. Tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 5 ngày 30 tháng 12 năm 2021, bạn là người trọng tình, trọng nghĩa. Nhưng cũng đừng vì vậy mà không nghĩ cho tương lai của bạn nhé. Công việc. Trong công việc, nếu tuổi Thìn không được minh bạch mọi thủ thuật, thì có thể sắp tới bạn sẽ phải chịu một số tội vạ nhé. Tài chính. Gần đây bạn đang phải trải qua những khoản chi không tên. Cẩn trọng, trong ngày bản mệnh không nên nói nhiều với đồng nghiệp về kinh nghiệm làm việc của bản thân. Con số may mắn, số 8, số 33, màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, giờ tốt, 14 giờ. Tuổi Tỵ, tình duyên. Tuổi Tỵ và người ấy có một số xích mích không thể nói ra chỉ vì cả hai cảm thấy khá bất mãn. Công việc. Trong công việc được gia đình giúp đỡ khá nhiều nên hầu như bạn không có gì cần phải lo lắng. Tài chính. Con giáp này sẽ phải chuẩn bị thật kỹ càng
vì những khoản chi không cần thiết. Cẩn trọng, tuổi Tỵ có thể sẽ mất nhiều thời gian trong công việc nếu không chú ý làm việc cẩn thận. Con số may mắn số 3, số 5, màu sắc may mắn màu xanh, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thân, giờ tốt 11 giờ. Tuổi Ngọ, tình duyên. Tuổi Ngọ nên quan tâm tới gia đình hơn vì gần đây có người thứ ba xuất hiện. Công việc, tử vi hàng ngày 12 con giáp ngày 30 tháng 12 năm 2021 cho biết. Con giáp này đang phải chịu nhiều uất ức mà không thể nói ra. Tài chính, cung tài lộc của tuổi Ngọ gần đây không được tốt cho nên ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến ví tiền của bạn. Cẩn trọng, đừng vội vàng quyết định bất cứ điều gì nhé. Con số may mắn số 10, số 28, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Mão, giờ tốt, 17 giờ. Tuổi Mùi, tình duyên. Trong ngày, tuổi Mùi không nên làm những chuyện có lỗi với người ấy vì họ cũng sẽ biết mà thôi. Công việc, trong ngày hôm nay sẽ xảy ra những tranh cãi rất lớn giữa bạn và đồng nghiệp mà không thể nói thành lời. Tài chính, chỉ vì lo lắng quá nhiều cho tương lai mà tuổi Mùi đánh mất đi những cơ hội kiếm tiền của mình. Cẩn trọng, tốt nhất bạn không nên giao việc cho ai mà không đáng tin. Con số may mắn số 12, số 22, màu sắc may mắn màu tím, màu xanh, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Tuất, giờ tốt 5 giờ. Tuổi Thân, tình duyên. Tuổi Thân sẽ không làm chuyện có lỗi nếu người khác không đắc tội với bạn. Công việc, bản mệnh trong ngày được trợ giúp của thiên tài nên sự nghiệp khá phất, không có gì đáng lo ngại. Tài chính, con giáp này gần đây đang bị kiểm soát quá nhiều trong chi tiêu vụn vặt. Cẩn trọng, bản mệnh có thể sẽ bị lừa mất một số tiền nhỏ. Con số may mắn số 3, số 9, màu sắc may mắn màu tím, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Mão, giờ tốt 8 giờ. Tuổi Dậu, tình duyên. Người tuổi Dậu đặc biệt là nữ mệnh, nếu không biết cách vun vén hôn nhân dễ bề tan vỡ. Công việc, trong công việc tuổi Dậu dù không muốn cũng phải tự tìm đường lui cho mình. Tài chính, tình hình tài chính của con giáp này tương đối tốt, không có vấn đề gì cần lo lắng. Cẩn trọng, ngày hôm nay tuổi Dậu sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng. Con số may mắn số 22, số 28, màu sắc may mắn màu nâu, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dậu, giờ tốt 10 giờ. Tuổi Tuất, tình duyên. Người tuổi Tuất có duyên với tuổi Thìn nên khi chơi với họ bạn sẽ phất lên. Công việc, trong ngày tuổi Tuất được bản thân của mình nâng đỡ, vì vậy bạn không cần lo lắng gì nhé. Tài chính, bản mệnh không nên lừa dối bạn bè về bất cứ khoản chi phí nào. Cẩn trọng, tuổi Tuất nên chú ý sức khỏe của mình nữa nhé. Con số may mắn số 14, số 28, màu sắc may mắn màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thìn, giờ tốt 13 giờ. Tuổi Hợi, tình duyên. Tuổi Hợi chỉ vì một số ý nghĩ không hay với đối phương mà bạn phải chịu rất nhiều uất ức. Công việc, trong công việc con giáp này có những ý tưởng rất tốt, ai cũng nể phục sự sáng tạo của bạn. Tài chính, con giáp này chỉ cần cố gắng một chút xíu nữa thôi thì tài chính sẽ vất lên đáng kể. Cẩn trọng, trong ngày hôm nay tuổi Hợi phải chuẩn bị thật tốt tinh thần để đón nhận những sự bất ngờ về công việc. Con số may mắn số 17, số 31, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Tỵ, giờ tốt 16 giờ. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 5, ngày 30 tháng 12 năm 2021. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất.
Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video.